Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quê Ca Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Lần Đầu Trao Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 55. Sau phẫu thuật, khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối. Cô vừa mở mắt ra, bên tai đã vang lên giọng nói trầm: "Uyển Uyển, em tỉnh rồi." Lâm Uyển Bạch ngước mắt, liền nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên đang ngồi ghế tiến lên trước. Mới hơn chục tiếng đồng hồ mà trông anh đã tiều tụy hơn cả người trực tiếp phẫu thuật là cô. Có vẻ như đã trông cô rất lâu. Đôi mắt anh loáng thoáng xuất hiện những tia máu dài và mảnh. Hơn nữa ban nãy anh lên tiếng, giọng cũng khàn đặc. Điều Lâm Uyển Bạch không biết là phẫu thuật kết thúc lúc trưa. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, khi cô chưa tỉnh, tất cả các dây thần kinh của Hoắc Trường Nguyên đều căng ra. Gần như cứ nửa tiếng một, anh lại nhăn nhó mặt mày đi tìm bác sĩ hỏi vì sao cô chưa tỉnh. Cuối cùng, bác sĩ suýt nữa sụp đổ, thề thốt với anh: "Hoắc tổng, tôi bảo đảm với cậu, cô Lâm nhất định sẽ tỉnh lại." "Phẫu thuật?" Lâm Uyển Bạch yếu ớt lên tiếng. Hoắc Trường Nguyên khẽ nắm lấy tay cô, nói cho cô điều cô muốn biết: "Phẫu thuật rất thành công, chú Lục cũng rất ổn, bây giờ đã được đưa trở lại phòng ICU. Bác sĩ nói sau 48 tiếng đồng hồ quan sát là có thể chuyển về phòng bệnh thường." Nghe xong, Lâm Uyển Bạch thở phào. Cô vừa chống khỉu tay lên giường, Hoắc Trường Nguyên đã vươn tay ra dìu cô rồi ngồi dựa vào chiếc gối được đặt đứng. "Đợi anh đi gọi bác sĩ." "Vâng." Rất nhanh, vị bác sĩ mặc blue trắng đã theo anh tiến vào phòng bệnh. Sau một loạt các hạng mục kiểm tra, bác sĩ chính tỏ ý nói tố chất sức khỏe của cô rất tốt, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát tĩnh dưỡng là được. Cùng theo vào còn có hai cô y tá, trùng hợp lại chính là hai cô hôm trước. Lúc đi ra, họ còn liên tục quay đầu lại, hướng ánh mắt đầy mờ ám về phía họ. Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt, màn hôn kiểu Pháp ngay trước cửa phòng phẫu thuật quả thực quá huy hoàng. Sau khi cửa phòng được đóng lại, cô mới dám ngẩng đầu lên. Tầm mắt chạm phải gương mặt vẫn nhăn nhó nãy giờ của Hoắc Trường Uyên, không khác mấy so với lúc tối qua khi cô chưa mổ. Lâm Uyển Bạch dùng ngón tay nhỏ móc móc anh: "Hoắc Trường Uyên, sao anh cứ rầu rĩ mặt mày thế? Bác sĩ đã nói không sao rồi mà. Ở viện vài hôm là được về nhà. Hơn nữa, đây là lần thứ hai em lên bàn mổ rồi, đầy kinh nghiệm." Khóe miệng Hoắc Trường Nguyên giật giật, phì cười vì màn hình dung của cô. "Thật đấy." Lâm Uyển Bạch sợ anh chưa thoải mái, tiếp tục nói: "Lần này sau khi được y tá đẩy vào trong, em được gây mê toàn diện luôn. Em chẳng biết gì hết, cả quá trình không có chút cảm giác nào. Ngủ một giấc tỉnh dậy là xong rồi. Không giống như lần đầu tiên ở Los Angeles, lúc đó em sinh non, đau tưởng chết, cũng sợ hãi vô cùng. Xung quanh toàn là các bác sĩ và y tá người nước ngoài. Em cảm giác từng hơi thở trên người mình đang bị rút đi từ từ, tựa như một giây sau là chết vậy." Đây là lần đầu tiên cô kể cho anh nghe sau 4 năm. Tuy đã qua rất lâu rồi, nhưng thực ra bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nơm nớp. Đó là lần đầu tiên cô mang thai, lần đầu tiên đẻ con, cũng là lần đầu tiên cảm giác từng khớp xương trên người như rời ra. Hoắc Trường Nguyên nhéo mắt lại, bất ngờ nói: "Uyển Uyển, chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi." Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, nhìn anh khó hiểu. Bởi vì chuyện này anh đã tỏ rõ thái độ từ lâu, hơn nữa thực tế là họ vẫn đang nỗ lực về mặt này. Thậm chí anh còn dẫn dắt chuyện hòa thượng nói số anh sẽ có cả nếp cả tẻ. Hoắc Trường Nguyên nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Lúc sinh đầu độc, anh không ngờ bên cạnh em. Thậm chí ngay từ lúc em mang thai, anh đã chẳng biết gì. Toàn một mình em gắng gượng vượt qua. Từ trước tới giờ, đây luôn là điều sầu não trong lòng anh. Anh rất muốn đến lúc em có thai lần thứ hai sẽ có anh ở bên cạnh em." Lâm Uyển Bạch sững người. Cô chỉ nghĩ anh vốn dĩ muốn có con gái, không ngờ thật ra nguyên nhân đằng sau lại là muốn bù đắp cho cô. Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh. Hoắc Trường Nguyên cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay cô, sau đó cầm hộp cơm trên mặt tủ lên: "Có đói không? Em vừa phẫu thuật xong, không ăn được nhiều. Đây là canh gà tím Lý hầm ở nhà, chú Lý vừa mang qua, để anh đút cho em uống." Lâm Uyển Bạch nằm dựa vào gối, hưởng thụ màn phục vụ riêng và tận tâm của anh. Uống được một nửa,
bất ngờ có ai đó gõ cửa phòng. Cốc cốc. Sau khi cửa được đẩy ra, Lục Vĩnh Tuyết đi vào, nhìn thấy khung cảnh bên trong, sắc mặt cô ta cứng đờ lại, nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh. Cô ta nhìn họ. Trường Nguyên, cô Lâm, tôi vào có được không? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng cô ta đã tự động đi tới trước giường. Lục Tịnh Tuyết nhìn xuống Lâm Huyền Bạch nằm trên giường. Ban nãy bác sĩ nói cô đã tỉnh, nên tôi muốn qua thăm cô. Sao rồi? Cô cảm thấy vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Cảm ơn cô. Lâm Huyền Bạch mím môi. Cả phẫu thuật ghép gan lần này, tôi rất cảm ơn cô đã cứu bố tôi. Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết hơi dừng lại. Khi lên tiếng, giọng đã giảm đi không ít. Rất xin lỗi, chuyện cô là con gái của bố tôi, mẹ tôi nhất thời không dễ dàng chấp nhận. Thật ra tôi cũng... Tóm lại, cô Lâm à, mong cô sớm bình phục. Tôi vẫn có câu đó thôi, có chuyện gì cần cứ nói với tôi. Lâm Huyền Bạch không phản bác gì, chỉ bình tĩnh lắng nghe. Lục Tịnh Tuyết dường như cũng không đợi câu trả lời của cô. Cô ta đào mắt, có vài phần bứt rứt rồi mỉm cười hỏi. Trường Nguyên, em có thể nói chuyện riêng với anh không? Lâm Huyền Bạch cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tập trung ăn canh. Hoắc Trường Nguyên phản bác. Sunny, nói luôn ở đây đi. Lục Tịnh Tuyết bị anh từ chối một cách thẳng thừng, khó tránh khỏi hụt hẫng. Lần này cũng may có cô Lâm, em và mẹ rất cảm kích. Thế nên định sẽ chịu toàn bộ chi phí nằm viện. Không cần đâu. Hoắc Trường Nguyên hờ hững khước từ. Ngay sau đó, anh bèn cầm hộp giữ nhiệt bên cạnh lên, đổ đầy ra bát, múc thêm một thìa canh gà thơm phức, nhìn cô chằm chằm và nói. Canh gà tốt cho sức khỏe của em, uống thêm bát nữa đi. Hoàn toàn bị lờ đi, nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không còn tự nhiên nữa. Trường Nguyên, vậy em xin phép về trước. Lâm Huyền Bạch nhìn theo cái bóng cao giáo đó rời đi, tự nhiên cảm thấy được mùi oán khí nồng nặc. Thật vô tình, nhưng tâm trạng cô lại rất vui. Cô cắn chặt chiếc thìa, nhìn anh chòng chọc. Hoắc Trường Nguyên sao không cảm nhận được con mắt của cô. Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Còn nhìn nữa, anh hôn em đấy. Lâm Huyền Bạch đỏ mặt cúi mắt xuống. Khi uống được một nửa bát canh thứ hai, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Lâm Huyền Bạch nhíu mày, không thoải mái cho lắm. Cô nghĩ vẫn là Lục Tịnh Tuyết. Thế nhưng khi cửa được đẩy ra, người bước vào lại là người mà cô không bao giờ ngờ tới, thậm chí là sửng sốt. Một ông già mặc bộ đồ thái cực màu đen, mái tóc bạc trắng, tuy phải chống gậy nhưng bước đi vẫn rất rắn rỏi. Ông Lê. Khi nhìn rõ người xuất hiện, Lâm Huyền Bạch trợn tròn mắt. Ngay sau đó cô lại nhìn thấy người đàn ông tuấn tú xuất hiện phía sau, kinh ngạc thốt lên. Anh Lê. Người đến chính là hai ông cháu nhà họ Lê ở Hồng Kông. Ông Lê đi trước, tiếng cười sảng khoái. Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao ông? Lâm Huyền Bạch ngẩn người. Ông Lê chống gậy đi tới trước giường bệnh, Lê Giang Nam đi theo ngay phía sau giải thích. Tôi và ông ngoại vừa từ Hồng Kông bay tới đây. Ông ngoại vốn định tới tìm cô, mời cô ăn bữa cơm. Nghe nói cô làm phẫu thuật đang nằm viện, nên chúng tôi tới thẳng đây luôn. Lâm Huyền Bạch cũng nhìn ra được hai ông cháu họ chỉ vừa mới xuống máy bay, đồng thời cũng rất bất ngờ về sức khỏe hơn người của ông Lê. Hoắc Trường Nguyên đã đứng lên, lần lượt bắt tay với hai ông cháu. Điều khác biệt là thời gian anh bắt tay với Lê Giang Nam có lâu hơn một chút. Trong ánh mắt của Lê Giang Nam còn ẩn chứa một chút ngưỡng mộ. Đối phương là trường bối nên anh cung kính nói. Mời ông Lê ngồi. Ông Lê gật đầu với anh, đi về phía chiếc sofa bên cạnh cửa sổ. Trong bệnh viện không có trà để pha, nên họ uống tạm hai cốc nước trắng từ máy lọc nước. Ông Lê cũng không câu nệ. Sau khi cầm cốc lên uống một ngụm, ông nhìn sang Hoắc Trường Nguyên ngồi bên. Hoắc Tổng, cậu cũng có mắt nhìn phụ nữ lắm. Cô nhóc này quả thực không tệ. Cảm ơn ông Lê. Hoắc Trường Nguyên dướn môi cười. Tuy rằng có thể chủ yếu là khen Lâm Huyền Bạch, nhưng sắc mặt anh vẫn không giấu được vài phần đắc ý. Nhưng ông Lê lại xua tay, hơn nữa còn nhướng mày bỗng dưng nói một câu. Không cần cảm ơn tôi. Tôi thật lòng thích cô bé này.
còn muốn để cô ấy làm cháu dâu của tôi nữa. Phì. Đang uống nốt ngụm canh cuối cùng, Lâm Uyển Bạch phun thẳng ra ngoài. Ý thức được mình hơi thất thố, cô vội hoảng loạn lau sạch rồi sờ khóc rồi cười nói: Ông Lê, ông đừng đùa nữa. Ông Lê cười phá lên, vỗ đùi đen đét. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy mặt Hoắc Trường Uyên đã đen sì lại. Cô đặt bát canh sang bên cạnh, chủ động xoa dịu bầu không khí. Ông Lê, ông và anh Lê định ở đây mấy hôm ạ? Chuyện này chưa quyết định, ngoài việc hợp tác với Hoắc thị ra, còn ở lại đây thêm một khoảng thời gian. Vậy ạ? Ông Lê cầm cây gậy bên cạnh, đứng lên và nói. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, vừa xuống máy bay, tôi cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi đã. Cô nhóc, cô cố gắng tĩnh dưỡng, hôm khác có thời gian tôi lại đến thăm. Vâng, ông Lê, anh Lê, hai người đi cẩn thận, cô vội nói. Hai ông cháu họ đến chớp nhoáng, đi cũng chớp nhoáng. Lâm Uyển Bạch vừa mổ xong chưa thể xuống giường nên Hoắc Trường Nguyên tiễn họ. Buổi tối bác sĩ kiểm tra phòng xong, cô chỉ để lại một ngọn đèn ngủ đầu giường. Lâm Uyển Bạch cảm giác họ hình như rất có duyên với bệnh viện. Lần trước anh bị thương khắp người nằm trong viện, cô ở bên chăm sóc, bây giờ thì ngược lại. Sau khi cởi bỏ áo vest, Hoắc Trường Uyên xắn tay áo lên tận khỉu. Dưới ánh đèn màu vàng cam, làn da màu đồng của anh trông càng hấp dẫn. Sợ chèn vào cô, anh chỉ nghiêng người nằm sát mép giường. Thấy cô chớp chớp mắt nhìn trần nhà, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt cô. Không buồn ngủ à? Chắc tại ban nãy em ngủ hơi nhiều một chút. Lâm Uyển Bạch cười hì hì. Vậy bao giờ muốn ngủ thì ngủ. Hoắc Trường Nguyên mỉm cười. Lâm Uyển Bạch gật đầu, lại ngước mắt nhìn trần nhà, nhớ tới những vị khách tới thăm hôm nay. Cô chợt lẩm bẩm: Ông Lê đúng là một ông già cổ quái. Cô chỉ gặp đối phương hai lần ngắn ngủi, còn toàn vì chuyện của Hoắc Trường Nguyên, cũng không nghĩ sẽ còn qua lại gì thêm. Không ngờ đối phương từ Hồng Kông tới Băng Thành, việc đầu tiên là tới thăm cô, hơn nữa còn đích thân chạy tới bệnh viện. Hành động ấy quả thực khiến cô được quan tâm đến mức phải run sợ. Hoắc Trường Nguyên nhíu mắt lại: Vẫn đang nghĩ đến chuyện làm cháu dâu nhà người ta. Ngữ khí ai oán này, Lâm Uyển Bạch quay sang nhìn anh, không nhịn được cười. Quả nhiên thành công tóm được một oán phu. Sợ động vào vết thương, cô cẩn thận xoay người, sau đó chọc tay lên lồng ngực cứng rắn của anh, tức cười nói: Này, ông Lê chỉ nói đùa thôi, anh tưởng là thật chắc? Hoắc Trường Nguyên hừ một tiếng. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch lập tức đổi chủ đề: Thôi được rồi, không nghĩ tới ông ấy nữa, em đang hơi nhớ đậu đậu. Ai ngờ chất giọng u ám của anh vang lên bên tai: Nằm trong lòng anh đừng có nghĩ tới người đàn ông khác. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật, đúng là câm nín. Người đàn ông nào khác? Là con trai của chúng ta. Con trai cũng không được. Thôi được rồi, không bá đạo như vậy sao là anh được. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng nhắm mắt lại, vẫn cứ ngủ là an toàn nhất. Sáng hôm sau, y tá tới treo hai bịch nước truyền lên cây truyền dịch. Cô ngồi dựa vào đầu giường, mu bàn tay cắm mũi kim, từng giọt nước lạnh ngắt thấm vào máu. Khi có người gõ cửa phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt đầu tiên là một bó bách hợp tươi tắn, sau đó là một gương mặt điển trai. Anh Lê. Lâm Uyển Bạch bất ngờ. Lê Giang Nam ôm bó hoa đi vào. Cô Lâm, sao anh lại đến đây? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên hỏi. Ý thức được hình như mình hỏi hơi trực tiếp quá cũng không hay, vội đổi sang một cách khéo léo hơn. Ý tôi là anh đến có việc gì à? Tôi không có việc gì, chỉ là muốn tới thăm cô. Lê Giang Nam có vẻ không chút để ý. Sau khi tươi cười trả lời, anh ấy tặng cô bó hoa bách hợp. Bó hoa này tặng cho cô, cô thích chứ? Rất đẹp, Lâm Uyển Bạch trả lời bằng một cách khác. Vậy để tôi cắm vào lọ cho cô. Nụ cười của Lê Giang Nam giống như nắng ngoài cửa sổ vậy, sưởi ấm cả căn phòng. Lúc tôi tới cửa hàng hoa, chỉ cảm thấy bách hợp thích hợp với cô nhất. Bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết, mùi hoa không giả tạo, thanh tao, trong trẻo. Mà ngôn ngữ của loài hoa này chính là một tình yêu vĩ đại và trong sáng.
giống như cô vậy. Lâm Huyền Bạch cười bẽn lẽn. Nói thật lòng, sau khi cô đi khỏi Hồng Kông, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những gì cô đã làm cho Bắc Tổng. Trước đó tôi có kể cho cô nghe rồi, tôi chưa từng gặp cô gái nào giống như cô. Cô thực sự rất khác các cô gái khác. Từ ngày tạm biệt nhau ở sân bay Hồng Kông, thật ra tôi luôn vô thức nhớ về cô. Cảm thấy cô chính là cô gái tôi muốn tìm kiếm trong cuộc đời này. Càng nghe, Lâm Huyền Bạch càng cảm thấy không ổn. Cô dè dặt ngắt lời. Anh Lê, ông nghe đùa thì thôi, anh đừng đùa chứ. Cô Lâm, xin hãy tin tôi, tôi không đùa giỡn. Lê Giang Nam tiếp tục đi tới trước giường bệnh, nét mặt nghiêm túc. Tôi thật lòng nảy sinh tình cảm với cô, hơn nữa khó mà kiềm chế nổi. Cô nói tôi sẽ gặp được một cô gái tốt. Không sai, tôi đã gặp được rồi. Lâm Huyền Bạch sừng sốt tới mức ho sù sụ. Không ngờ đối phương lại bất thình lình tỏ tình. Hôm qua ông Lê nói vậy cô còn nghĩ là đùa, lúc đó anh ấy chỉ cười trừ hùa theo. Không ngờ anh ấy đang ôm một chiêu to hơn. Cô nhìn vượt qua anh ấy, hướng về phía cánh cửa phòng vệ sinh, sống lưng lạnh ngắt. Trước khi anh ấy đi vào, cô bảo Hoắc Trường Uyên cứ đi làm, mình tự chăm sóc được bản thân. Sau một lúc cô khuyên nhủ, cuối cùng anh đồng ý. Nhưng trước khi đi, anh cầm hoa quả vào đó rửa cho cô. Lâm Huyền Bạch liếm môi, cố gắng chớp chớp mắt với đối phương. Anh Lê, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này. Anh muốn uống chút hoa quả không? Ám thị này đã quá rõ ràng rồi. Ai ngờ Lê Giang Nam không hề lĩnh ngộ, vẫn chìm đắm trong vòng xoáy tỏ tình. Cô Lâm, những gì tôi vừa nói tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Hy vọng cô tin tưởng sự chân thành của tôi. Bây giờ Lâm Huyền Bạch tay cắm ống kim không thể nhúc nhích. Bằng không cô nhất định nhảy xuống bịt miệng anh ấy. Làm ơn đừng nói nữa. Anh Lê, tôi đã có bạn trai rồi. Cô khó xử giơ tay, giơ ngón áp út của mình lên. Không đúng, nói chính xác phải là chồng chưa cưới. Anh ấy đã cầu hôn tôi từ lâu, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Việc này tôi biết. Lê Giang Nam nhíu mày, nhưng sắc mặt không chút dao động, kiên định nói từng chữ. Nhưng tôi tin tưởng một câu, trên đời này không có bức tường nào không thể đào, chỉ có người chưa đủ nỗ lực. Bỗng nhiên rầm một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy mạnh ra. Cả hai người họ đều giật nảy mình. Họ không hẹn mà gặp đều nhìn về một phía, chỉ thấy từ bên trong có một bóng dáng cao lớn bước ra. Hoắc Trường Uyên mặc đồ vest đen và sơ mi trắng, tay cầm đĩa hoa quả bước ra, cả người đầy ám khí. Lâm Huyền Bạch lặng lẽ chống tay lên trán. Cô hối hận quá, vì sao ban nãy không thẳng thừng nằm xuống ngủ một giấc chứ. Lê Giang Nam đúng là con heo từ Hồng Kông qua đây. Tỏ tình thì thôi đi, cứ nhất quyết phải nói vào lúc này, quả thực muốn hại chết cô. Lâm Huyền Bạch không dám nhìn sắc mặt Hoắc Trường Uyên, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được lúc này mặt anh đen như bao thanh thiên. Cụp mắt xuống kẽ liếc, cô có thể nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước giường bệnh. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, có thể cảm nhận được một cảm giác căng thẳng như sắp bùng nổ giữa họ. Lâm Huyền Bạch lặng lẽ nuốt nước bọt. Hai người họ có khi nào xông vào đánh nhau hay không? Nếu thực sự đánh nhau, một người ốm yếu như cô chắc chắn không thể can ngăn. Cô liếc nhìn sang chiếc chuông bấm bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bấm bất cứ lúc nào. Chính vào lúc cô căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh sắp chảy xuống, hình ảnh mất kiểm soát như trong tưởng tượng của cô không xuất hiện. Giống như không hẹn mà gặp, hai người đàn ông đều ăn ý tỏ thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lê Giang Nam vừa cúi đầu xuống xem đồng hồ. Tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc. Cô Lâm, tôi xin phép về trước. Vâng, Lâm Huyền Bạch đờ đẫn gật đầu. Hoắc Tổng, tôi xin phép. Lê Giang Nam gật đầu với anh. Hoắc Trường Uyên cười ngoài mặt. Anh Lê đi cẩn thận. Xin phép không tiễn. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người họ. Nhưng bầu không khí đóng băng không dịu hơn chút nào. Giống như một mặt biển trông có vẻ bình yên, kỳ thực đang ẩn chứa những con sóng dữ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cuộn trào. Sau khi Lê Giang Nam đi khỏi, Hoắc Trường Uyên sải bước đi tới trước tủ, đặt mạnh đĩa hoa quả cái cạch lên mặt tủ. Sống lưng Lâm Huyền Bạch thẳng đờ ra. Cô liếm môi, chủ động phá vỡ sự im ắng. Hoắc Trường Uyên, anh rửa xong hoa quả rồi à? Hoắc Trường Uyên không trả lời cô,
mà tự động thả tay áo xuống, cài cúc cổ tay áo. Còn về những lời của cô, ý của anh rõ ràng muốn nói cô không có mắt nhìn hay sao? Trông sạch sẽ ra phết. Lâm Huyền Bạch cười dè dặt, thấy anh không định đoái hoài tới mình, coi cô như không khí, tạo hình vô cảm như một bức tượng. Cuối cùng cô cũng hiểu dáng vẻ khuôn ngầu của bánh bao nhỏ khi chụp ảnh di chuyển từ ai rồi. Lâm Huyền Bạch gượng gập hắng giọng. Ban nãy anh ấy nói gì? Anh cũng nghe thấy hết rồi hả? Em không biết câu tay vách mạch rừng sao? Hoắc Trường Nguyên cười khẩy, Lâm Huyền Bạch á khẩu. Đương nhiên là cô biết, ai mà ngờ được Lê Giang Nam lại tỏ tình đường đột như vậy. Cô cũng sừng sốt mà. Lâm Huyền Bạch dựa lưng vào giường, mu bàn tay còn cắm kim tiêm, động tác không tiện, đành giơ tay lắc lắc trước mặt anh, thu hút sự chú ý của anh, rồi thận trọng hỏi. Hoắc Trường Nguyên, anh không vui à? Anh nên vui. Hoắc Trường Nguyên lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu. Em cũng đâu có ngờ anh Lê hôm nay tự dưng qua đây còn nói lời kinh hoàng như vậy. Lâm Huyền Bạch thấp thỏm, liên tục kêu khổ. Em thề, em tuyệt đối không lén lút có qua lại gì với anh ấy. Ở Hồng Kông, tổng cộng em chỉ gặp anh ấy có 2 lần, nói tổng cộng chưa tới 10 câu, nói gì tới có quan hệ kín. Em cũng rất ngạc nhiên, sao anh ấy bỗng dưng lại có suy nghĩ đó. Nếu tính cả lần cuối cùng ở sân bay thì tổng cộng là 3 lần. Chỉ là lúc này Lâm Huyền Bạch không muốn đính chính nhiều, bằng không sẽ là lại ông tôi ở bụi này rồi. Nghe xong, Hoắc Trường Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm u. Thế ư? Tổng cộng mới gặp 2-3 lần, vậy mà lại ngàn dặm xa xôi từ Hồng Kông đuổi tận tới đây. Người già thì muốn em làm cháu dâu, người nhỏ thì cứ cách một hôm lại tới tỏ tình nhiệt tình. Lâm Huyền Bạch oan uổng chết đi được, cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Thực sự muốn mở cửa sổ xem lát nữa có đổ tuyết hay không. Cô giơ ngón áp bút lên với anh. Ban nãy em cũng nghe thấy rồi, lập trường của em vô cùng kiên định, em còn giơ nhẫn ra cho anh ấy xem nữa. Hoắc Trường Nguyên quay ngoắt đi, không chút hữu hảo. Thật ra trong cuộc đời mình, cô không có nhiều bạn trai, Yến Phong công tính, từ đầu chỉ là yêu thầm, không thể nở hoa kết trái. Sau đó tới Diệp Tu, tuy rằng biết tâm ý của đối phương, nhưng cả hai đều không rạch lớp giấy mỏng ngăn cách ở giữa ra. Đây vẫn là lần đầu tiên có người đàn ông khác ngoài anh tỏ tình trực tiếp với cô. Còn chưa kịp mừng thầm và nhấm nháp nữa, nhìn gương mặt thối hoắc của anh, Lâm Huyền Bạch thở dài. Đàn ông hay ghen khó dỗ ghê. Cô cố gắng vươn cánh tay còn lại, cuối cùng cũng chạm được tới tay anh, túm lấy một ít vạt áo, rồi ra sức kéo anh lại. Ai ngờ dưới chân anh như mộc đinh, hoàn toàn không nhúc nhích. Lâm Huyền Bạch hết cách, đào đảo con người, ánh lên một cái nhìn giảo hoạt. Cô thu tay về, nhíu mày ôm lấy phần dưới ngực phải. Hoắc Trường Nguyên sải rộng bước chân đi tới. Sao vậy? Vết mổ đau, Lâm Huyền Bạch nhe răng nói. Hoắc Trường Nguyên không che giấu được sự lo lắng trên gương mặt, hạ thấp giọng hỏi. Có phải không cẩn thận đè vào không? Đau lắm không? Anh đi gọi bác sĩ cho em. Không cần đâu, Lâm Huyền Bạch ôm chặt cánh tay, không cho anh cơ hội giằng ra, ngẩng mặt cười tít mắt làm nũng. Không cần bác sĩ đâu, anh xoa xoa chút là khỏi. Thấy cô cười, Hoắc Trường Nguyên biết mình bị mắc bẫy, lập tức rút tay ra. Này, anh có thể nói lý một chút không? Lâm Huyền Bạch có chút sốt sắng, ấm ức nói. Trời đất chứng giám, em chỉ tới Hồng Kông 2 ngày, hơn nữa còn là vì chuyện của anh. Một là muốn thuyết phục ông Lê rút đơn tố cáo, làm sao em biết cậu chủ Lê lại? Hoắc Trường Nguyên rất bực dọc. Sao anh không hiểu chuyện này không liên quan tới cô? Chỉ là anh không ngờ vì chuyện của mình, vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một tình địch. Sau khi lật áo của cô lên, kiểm tra vết mổ thấy chưa bung ra, Hoắc Trường Nguyên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, sắc mặt cũng dịu đi nhiều, cầm con dao đã rửa sạch gọt lê. Lâm Huyền Bạch thở phào, thấy anh gọt xong lê lại cầm lên một quả táo, bèn tò mò hỏi. Anh không tới công ty à? Đuổi anh đi. Hoắc Trường Nguyên ngước mắt lên. Em đâu có. Lâm Huyền Bạch lắc đầu. Hoắc Trường Nguyên đưa cho cô cả táo và lê,
bực dọc nói. Lát nữa anh bảo Giang Phóng mang giấy thừa qua, làm việc tại đây luôn. Ai mà biết được anh đi rồi có tên nào tới đây định đào góc tường không. Anh phải ở lại giữ vững tường thành của mình. Thấy cô nhìn sang bó hoa, Hoắc Trường Nguyên nghiến răng. Thích hoa này? Không thích. Lâm Huyền Bạch lắc đầu như trống bời, lấy lòng anh. Em chỉ thích hoa hồng. Hoắc Trường Nguyên mãn nguyện dướn môi cười, giơ tay rút bó hoa bách hợp trong lọ ra bỏ vào thùng rác. Dường như cảm thấy không đủ, anh lại ném thẳng qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc bên dưới vang lên một tiếng chu chéo, không biết rơi trúng phải người xấu số nào đó. Cứ thế đến tận ngày thứ hai, Hoắc Trường Nguyên cũng không rời khỏi phòng bệnh. Anh nói được làm được, thực sự đã yêu cầu Giang Phóng mang những thứ cần phê duyệt tới bệnh viện. Bàn uống nước được anh dọn thành một bàn làm việc tạm thời, ngược lại vất vả cho Giang Phóng. Một ngày phải chạy tới bệnh viện 3-4 bận. Hết cách thôi, khuyên nhủ không nghe, phải đích thân đề phòng Lê Giang Nam. Lâm Miền Bạch cũng không dám nói nhiều, sợ vô tình vuốt râu rồng, chọc giận anh. Cô liếc nhìn về phía bậu cửa sổ đặt lọ hoa. Bó bách hợp hôm qua đã sớm bị anh vứt ra ngoài, bây giờ ở đó cắm một lọ hoa hồng đỏ rực như lửa, mùi hương tràn ngập khắp phòng. Cửa phòng được đóng lại, Hoắc Trường Uyên vừa tiễn cô y tá tới thay thuốc ra ngoài. Anh không trở về sofa mà kéo ghế ngồi cạnh giường, nhíu mày nói với cô. Uyển Uyển, chú Lục tỉnh rồi. Khác với cô, Lục Học Lâm sau khi phẫu thuật xong vẫn nằm tại phòng hồi sức đặc biệt. Quan sát 48 tiếng thấy không còn gì nguy hiểm mới đẩy ông về phòng bình thường. Tính ra giờ ông cũng vừa tỉnh. Ông không sao chứ? Lâm Huyền Bạch mím môi. Ca phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói tới giờ chưa xuất hiện dấu hiệu bài xích nào. Sau này chỉ cần tích hợp hợp tác điều trị, chức năng gan sẽ từ từ trở lại bình thường. Hoắc Trường Uyên trả lời cô, ngừng lại một chút anh mới nói tiếp. Chú Lục đã biết chuyện ghép gan nên muốn gặp em. Nghe xong Lâm Miền Bạch im lặng. Cô chỉ hiến gan, tuổi lại trẻ nên hôm qua đã có thể xuống giường hoạt động được rồi. Nhưng Lục Học Lâm thì khác, ông vừa yếu lại có tuổi, trước mắt chỉ có thể nằm yên trên giường, thế nên không thể qua gặp cô. Băn khoăn một lúc lâu, cô chậm rãi gật đầu. Chuyển xong hai túi nước này, anh cùng em qua đó nhé. Hoắc Trường Nguyên mỉm cười. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Lâm Miền Bạch và Hoắc Trường Nguyên đi tới một phòng bệnh cao cấp ở tận đầu kia hành lang. Cửa phòng không đóng, bên trong có bác sĩ mặc áo blue trắng đang đứng, hình như đang đo huyết áp cho Lục Học Lâm. Lục Tĩnh Tuyết không có mặt, nhưng Nguyễn Chính Mai thì đang đứng bên kia giường. Nhìn thấy bà ta, Lâm Miền Bạch sững bước, vô thức định đợi tới lúc vắng người mới quay lại. Nhưng chung quy cô vẫn không lùi bước, nắm chặt tay, gõ hai tiếng lên cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, người đầu tiên nhìn ra là Lục Học Lâm. Nét mặt ông bỗng chốc trở nên rất kích động, vội vàng xua tay để bác sĩ và dụng cụ kiểm tra vẫn đang hoạt động ra. Bác sĩ thấy vậy bèn đưa y tá rời đi. Nguyễn Chính Mai nhìn thấy cô, nét mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng ngại điều gì đó, bà ta không thể hiện rõ ra, chỉ nhíu mày hỏi. Sao cô tới đây? Chú Lục muốn gặp cô ấy. Hoắc Trường Nguyên khẽ lên tiếng trả lời thay. Lâm Miền Bạch nhìn thấy Lục Học Lâm đã kích động tới mức thở dốc, bèn hít sâu một hơi, nắm tay lại nhìn Nguyễn Chính Mai. Lục phu nhân, bà có thể tránh mặt một chút không? Cô! Nguyễn Chính Mai bực dọc giơ tay chỉ thẳng vào cô. Lục Học Lâm nhìn sang vợ, lên tiếng. Tiểu Mai! Nhận được cái nhíu mày của chồng, bà ta đành nói một câu với vẻ không mấy tình nguyện. Tôi biết rồi. Khi bà ta đi ra, Hoắc Trường Nguyên còn tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại ba người, đôi chân Lâm Miền Bạch hơi đờ đẫn. Phải đến tận khi Hoắc Trường Nguyên quay lại ôm lấy vai cô, khẽ gọi một tiếng Uyển Uyển, cô ngơ ngác quay lại nhìn anh mới có được sức mạnh, từ từ tiến về phía giường. Lục Học Lâm không thể ngồi dậy, chỉ biết nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Thật ra ngay buổi sáng ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, ông đã tỉnh rồi, chỉ vì còn quá yếu, đến nói hai ba câu cũng phải thở rất lâu, nên bác sĩ khuyên ông nên nghỉ ngơi. Đến tận sáng nay ông mới được chuyển về phòng thường, ghép gan từ cơ thể sống. Sau khi biết tin này, Lục Học Lâm thoảng thốt vô cùng. Ánh mắt Lục Học Lâm không hề rời khỏi gương mặt cô một giây. Dường như ông rất muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng vừa nói giọng đã biến điệu,
cổ họng nghẹn ngào. Sao có thể? Còn là con của ta và Sở Sở. Con của ta và Sở Sở. Từ lúc gặp con khi quá cảnh ở Canada tới nay đã hơn 3 tháng. Chúng ta từng gặp mặt vô số lần. Thậm chí sau này ta còn biết Sở Sở là mẹ của con. Vậy mà ta không ngờ con lại là con gái của ta. Nói đến cuối cùng, ánh mắt ông lấp lánh lệ. Ngoài sự hiền từ và ấm áp còn có mừng rỡ và áy náy, thậm chí là một chút đau lòng khó giấu nổi. Sao Lâm Huyền Bạch không giống như ông, khó mà tin nổi. Cô hít sâu thở đều để cổ họng của mình dễ chịu hơn một chút, rồi chậm rãi nói. Cũng trong một lần vô tình, cháu mới biết mình có thể không phải con gái nhà họ Lâm. Sau đó, qua vài lần gặp gỡ, từ cuốn tiểu thuyết tiếng Đức đến câu thơ kia, cháu phát hiện mối tình đầu mà chú nói là mẹ cháu. Còn bố cháu kể, năm xưa khi mẹ lấy ông đã có thai rồi. Quá nhiều sự trùng hợp xuất hiện, khiến cháu buộc phải nghi ngờ có thể chú và cháu có quan hệ huyết thống. Cho đến khi Hoắc Trường Nguyên cầm giấy giám định ADN về, mới xác nhận chúng ta là cha con. Hoắc Trường Nguyên từng hỏi cô liệu có muốn nhận Lục Học Lâm hay không. Khi đó cô không trả lời. Nhưng khi cô tới bệnh viện quyết định hiến gan cho ông, cô đã tự thừa nhận rồi. Lục Học Lâm cũng nhớ lại hôm đó bỗng dưng Hoắc Trường Nguyên tới Lục Thị, trước khi đi còn vỗ lên đỉnh đầu ông, nói là có thứ gì dính trên đầu. Chắc là lúc đó đã nhân tiện lấy mẫu xét nghiệm. Cô gái đứng trước mặt mà ông cho rằng là luôn có duyên với mình, hóa ra lại là con gái của mình. Hơn nữa 48 đồng hồ trước còn hiến gan cho mình. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, ông không hề hay biết đến sự tồn tại của cô. Thậm chí còn chưa một ngày yêu thương, không làm tròn trách nhiệm người cha. Lòng ông ngổn ngang cảm xúc, vô vàn dư vị. Ngoài niềm vui khi biết giữa ông và người ông yêu có một đứa con gái ra, còn là nỗi đau xót sâu sắc. Dù đã nhiều tuổi, ông vẫn cảm thấy mũi mình cay cay, trái tim nghẹn lại. Sở Sở, vì sao bà giấu tôi? Vì sao không cho tôi biết? Lục Học Lâm đau lòng. Bà giấu tôi vất vả quá. Nếu đã có con với tôi, vì sao lại đề nghị chia tay, rời xa tôi rồi cưới một người khác? Nếu biết bà có thai, ông nhất định sẽ không chia tay, nhất định sẽ sống chết bám giết bà tới cùng. Cho dù bà có lấy người khác, ông cũng quyết đưa bà đi. Nói không chừng họ sẽ vẫn hạnh phúc trọn đời như lời hứa hẹn lúc trước, chứ chẳng phải để lại hối hận và tiếc nuối như thế này. Lâm Huyền Bạch khẽ lắc đầu, từ tốn nói. Những điều này cháu có điều không biết, nhưng điều cháu biết là mẹ chưa từng quên chú. Bằng không đã chẳng kiên quyết không phá thai sau khi cưới. Bố cháu kể, thật ra mẹ cháu chưa từng yêu ông. Trong lòng bà luôn có một người khác, đến tận lúc chết, mà người ấy chính là chú. Nghe cô gọi người khác là bố, Lục Học Lâm không thoải mái chút nào. Lâm Huyền Bạch quay đầu nhìn sang bên cạnh. Hoắc Trường Uyên, cuốn tiểu thuyết em cần đâu rồi? Ở đây. Hoắc Trường Uyên rút trong lòng ra. Việc này sáng nay cô có nhắc với anh, lúc chú Lý mang canh tới cũng đã mang theo. Lâm Huyền Bạch vuốt ve bìa sách, sau đó mở ra đưa cho ông chiếc kẹp sách. Cuốn tiểu thuyết tiếng Đức này là di vật mẹ để lại, bây giờ tặng chú làm kỷ niệm. Từ khi còn nhỏ, cháu đã thường xuyên nhìn thấy mẹ lật ra đọc, gần như tối nào cũng dở ra. Còn cả chiếc kẹp sách bên trong, bà luôn nhìn dòng chữ trên kẹp sách đến ngây người. Cháu nghĩ chắc là bà đang nhớ chú. Khi chạm vào kẹp sách, ngón tay Lục Học Lâm không khỏi run lên rất dữ. Bình sinh bất hội tương tư, tái hội tương tư, tiện hại tương tư. Nhìn nét chữ mình đích thân viết lên nhiều năm trước, ông cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim. Bỗng chốc đau tới không thở nổi, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Lục Học Lâm như lại nhìn thấy cô gái trẻ trong ký ức. Ở sân bay, ông ôm chặt người ấy, nói từng lời vào tai người ấy. Ký ức và hiện tại chồng lên nhau, khóe mắt ông ướt nhòe. Ông lẩm bẩm, cười khổ.
nhưng bây giờ biết đi đâu ký gửi tương tư. Tương tư chưa cạn, tương tư mãi còn, tương tư ở khắp mọi nơi. Thang máy vang lên một tiếng tinh. Lục Tịnh Tuyết xách theo hộp đồ ăn mua từ nhà hàng tới đi ra ngoài, sắc mặt không thoải mái lắm. Khi đi tới một góc rẽ vào cửa thoát hiểm, cô ta nhìn thấy Nguyễn Chính Mai cũng đang khó ở tương tự, bèn kinh ngạc đi qua. Mẹ, sao mẹ không ở trong phòng với bố, đứng ở đây hóng gió à? Nguyễn Chính Mai đứng trên bậc thềm, từ ô cửa sổ mở hé có cơn gió thổi vào khiến búi tóc chỉnh chu sau gáy của bà ta bị thổi hơi rối. Tịnh Tuyết, mẹ bảo con mua cháo thịt nạc, con mua về chưa? Mua về rồi ạ. Nguyễn Chính Mai cúi đầu nhìn, hỏi với vẻ không yên tâm. Có đúng chỗ bố con thích ăn không đấy? Vâng, con đã mua theo đúng lời mẹ dặn. Còn xin một ít dưa góp nữa. Lục Tịnh Tuyết gật đầu. Bao nhiêu năm nay mẹ chăm sóc bố chu đáo ra sao, cô ta đều nhìn thấy hết. Cô ta nhìn về phía phòng bệnh ở góc xa. Mẹ, có phải bố lại ngủ rồi không? Chẳng phải sáng nay mới tỉnh dậy sao? Nguyễn Chính Mai sắc mặt lạnh hẳn đi, hờ hững nói. Không phải. Trường Nguyên đưa Lâm Uyển Bạch tới, đang ở trong đó. Cái gì? Lục Tịnh Tuyết nghe xong mặt cũng biến sắc. Mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao? Sao có thể tạo cơ hội cho Lâm Uyển Bạch chứ? Chuyện ghép gan thì thôi đi, chúng ta bây giờ cần cố gắng hết sức hạn chế cơ hội giáp mặt giữa bố và cô ta. Bố còn muốn gặp nó, mẹ có cách gì được? Nguyễn Chính Mai nghiến răng nghiến lợi. Lục Tịnh Tuyết suýt chút nữa ném hộp thức ăn trong tay ra ngoài, căm hận nói. Mẹ, mẹ biết ban nãy con gặp ai ở dưới không? Con gặp bác trai, nói chuyện với bác ấy một lúc lâu, bóng gió đánh tiếng rất nhiều. Bác ấy không còn vỗ về con chuyện đám cưới như lúc trước, bây giờ là một chữ cũng không nhắc đến. Nếu để bác ấy biết chuyện giữa Lâm Huyền Bạch và bố, thì thái độ của bác ấy há chẳng phải sẽ thay đổi chóng mặt hơn hay sao? Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng rất u ám và nặng nề. Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Huyền Bạch được Hoắc Trường Nguyên ôm vào lòng, nửa gương mặt dựa vào ngực anh. Ở trong phòng, cố gắng gượng không nghẹn ngào, nhưng giây phút bước ra ngoài, cô vẫn không kìm nén được, đôi mắt đỏ rực, tâm trạng khó mà bình tĩnh ngay được. Với một thân thế phức tạp rắc rối như thế này, bất kỳ ai khi đối mặt cũng không thể bình thản như không được. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Lâm Hiền Bạch dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ của Lục Học Lâm ở trong. Sự đè nén ấy, sự buồn bã ấy. Qua khe cửa, cô nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn mang tới cho người ta cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, nay như già đi nhiều tuổi. Sắc mặt ông đau thương và khổ tâm đến vậy, khiến trái tim cô cũng run rẩy theo. Cô hiểu, đó là cảm xúc của một người đàn ông khi yêu một người con gái đến tột cùng. Ông đang nhớ người mình yêu. Ai bảo năm tháng chậm rãi trôi thì người ta sẽ quên hết tất cả. Lâm Huyền Bạch cảm thấy an lòng thay mẹ, chỉ ít trong 8 năm cuối cùng của cuộc đời, bà không nhung nhớ trong cô độc. Người đàn ông mà bà chôn sâu tận đáy lòng cũng chưa từng quên bà dù chỉ một khoảnh khắc, cũng nhớ nhung bà sâu sắc. Họ đã bỏ lỡ nhau một đời, nhưng cũng giống như câu lẩm bẩm cuối cùng của Lục Học Lâm, tuy ông trời đùa giỡn, số phận trêu ngươi, cuối cùng họ có duyên không phận, bỏ lỡ và không thể chung sống trọn đời, này cũng đã sớm âm dương cách biệt. Nhưng tương tư chưa cạn, tương tư mãi còn, tương tư ở khắp mọi nơi. Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói trầm. Mắt cứ đỏ mãi thế này là giáp tâm khiến anh đau lòng phải không? Lâm Huyền Bạch ngẩng đầu, quả nhiên va phải ánh mắt sâu hút ấy. Cô nhìn rõ sự đau lòng nơi đáy mắt anh. Cô cố tình cọ cọ mũi vào lớp áo sơ mi trắng của anh, sụt sùi. Em chỉ đang cảm cái thôi. Chúng ta sẽ không. Hoắc Trường Nguyên bất ngờ nâng cằm cô lên. Lần này Lâm Huyền Bạch ngã hẳn vào ánh mắt anh, bị nó bao vây, gần như cả linh hồn cô cũng run rẩy. Họ cũng từng bỏ lỡ khoảng thời gian 4 năm, vòng đi vòng lại cuối cùng quay trở về với nhau. Hơn nữa họ còn có bánh bao nhỏ. Tuy rằng cô mất đi cơ hội làm mẹ suốt 4 năm, nhưng so với mẹ và Lục Học Lâm, cô đã may mắn hơn quá nhiều rồi. Phải, họ sẽ không như vậy. Trong quãng đời còn lại, họ sẽ nắm chặt tay nhau, quyết không buông ra.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười với anh. Cô hơi dựa vào lòng anh, bất giác khẽ nói, làm sao đây? Em nhớ đậu đậu ghê. Hoắc Trường Uyên hơi đen mặt lại. Cứ vào lúc hai người họ đang ngọt ngào tình cảm luôn bị cậu con trai phá hoại. Nhìn đôi mắt cô nhướng lên, cuối cùng anh vẫn chiều cô. Ngày mai anh sẽ bảo thím Lý đưa thằng bé tới. Ừ, Lâm Huỳnh Bạch vui vẻ gật đầu. Nơi họ nằm là khu C. Lúc đi bộ về phòng, từ xa cô đã nhìn thấy hình như có ai đó đứng ngoài cửa, trông cứ lén la lén lút, đang ngó đầu nhìn vào trong qua cửa sổ. Trong bệnh viện mà còn có ăn trộm sao? Cô nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Hơn nữa đối phương cũng không giống vì ăn mặc khá nghiêm chỉnh. Lâm Huỳnh Bạch giật giật tay áo anh. Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên nhìn theo hướng cô chỉ, nhéo mắt lại. Anh sải rộng bước chân đi tới, thẳng thừng giơ tay lên nắm mạnh bả vai đối phương. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Người đó quay đầu lại, nhưng lại kêu to một tiếng, cậu cả. Chú Trương. Sao chú ở đây? Hoắc Trường Uyên hình như quen người đó, lập tức buông tay. Sau đó cả Lâm Huyền Bạch cũng cảm thấy đối phương hơi quen. Rồi cô nhanh chóng nhớ ra đây là tài xế của Hoắc Trấn, người được gọi là chú Trương. Xoa xoa tay, sắc mặt có vài phần ngượng ngập. Tôi được ông chủ dặn dò mang đồ tới cho cô Lâm. Cho tôi? Lâm Huyền Bạch sửng sốt. Không sai. Chú Trương gật đầu lia lịa, nhét hộp giữ nhiệt nãy giờ ôm ghì trong lòng vào tay cô. Ông bảo tôi nói lại với hai người, ông trùng hợp đi ngang qua đây, tiện đường mang đồ cho cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chú Trương lập tức co cẳng chạy. Lâm Huyền Bạch còn chưa kịp phản ứng gì, cô chớp chớp mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Thấy anh nhíu mày vẻ khó hiểu, cô bèn cúi xuống nhìn chiếc hộp tự dưng có thêm trong tay. Nó được bọc rất kín, không ngửi ra là mùi gì. Cô nghi hoặc vặn mở nắp hộp, hơi nóng lập tức phả vào mặt. Bên trong đựng đầy ắp, thứ trôi nổi ngay trên mặt là mấy loại như táo đỏ, kỳ tử. Hóa ra là canh tẩm bổ. Lâm Huyền Bạch ngơ ngẩn đi vào phòng bệnh, cứ thế ngồi xuống giường, còn chưa buồn đặt hộp canh xuống. Ai ngờ cánh cửa vừa đóng lại, lúc này bỗng dưng lại bị đẩy ra một khe nhỏ. Chú Trương vừa đi khỏi rồi quay về, thò đầu vào, thở hồng hộc nói, cậu cả, bà nãy đi vội tôi quên không nói một câu. Ông dặn bảo tôi tối nay qua lấy hộp về, bên trong tuyệt đối không được thừa lại một chút kỳ tử nào. Nói xong, chú Trương lại lao vút đi như một cơn gió. Lâm Huyền Bạch khá hốc miệng, một lần nữa cúi đầu nhìn hộp canh bổ, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cô nuốt nước bọt, ngừng đầu nhìn Hoắc Trường Uyên. Việc này có thể là cô nói. Hoắc Trường Uyên nhíu mày rồi tiếp tục, hôm qua nhận được điện thoại của cô vừa bay về New York, nghe được bên này có tiếng y tá. Anh nói với cô là em nằm viện, nhưng tình hình cụ thể thì không nói, chỉ nói em không khỏe trong người. Chuyện ghép gan anh tuyệt đối không nhắc chữ nào, vì vẫn tôn trọng ý muốn của cô. Lâm Huyền Bạch hiểu ra, gật đầu, cầm hộp canh bổ đầy ự lên. Cô chợt hỏi, chủ tịch Hoắc làm vậy là đang quan tâm em sao? Nghe xong, Hoắc Trường Nguyên nhướng mày, hừ một tiếng lạnh lùng. Lâm Huyền Bạch đổ canh ra bát, nâng lên húp, hình như được nấu bằng xương bò, còn có mùi thuốc bắc khá nồng. Ban nãy lúc đổ ra, cô phát hiện có hơn chục loại trùng dược. Liên tục uống mấy hớp liền, cô công bằng đưa ra đánh giá. Nói thật, mùi vị khá ổn đấy. Cũng vừa hay đến giờ trưa, cơm dinh dưỡng của bệnh viện chưa được mang đến, dạ dày cô trống rỗng, có thể uống chút canh cho đỡ đói. Khoảng hơn 10 phút sau, Lâm Huyền Bạch nhìn xuống hộp, thấy còn rất nhiều canh, bèn lắc đầu, đặt bát xuống, ôm cái bụng đã hơi lồi lên của mình. Không được, em thực sự không uống nổi nữa rồi. Cô nhớ lại lời của người tài xế đặc biệt dặn dò, một hạt kỳ tử cũng không được để lại, nhưng canh cũng quá nhiều rồi. Vậy thì đổ đi. Hoắc Trường Nguyên thẳng thừng tiến lên. Đừng. Lâm Huyền Bạch ngăn cản. Hoắc Trấn chủ động mang canh bổ tới cho cô đã không khác gì mặt trời mọc phía tây rồi. Lãng phí tấm lòng của ông không hay lắm. Hơn nữa mấy loại trung dược bên trong có vẻ cũng khá quý, đổ đi thì tiếc quá. Cô đổ ra một bát đầy áp đưa cho anh. Hoắc Trường Uyên, phần còn lại anh uống đi. Cuối cùng, quá nửa hộp canh đổ hết vào bụng Hoắc Trường Uyên. Cơm trưa còn chưa ăn mà họ đã no nước. Hoắc Trường Uyên đậy nắp lại, bất chợt nức lên một tiếng.
Lần này đúng là một hạt kỳ tử cũng không còn. Nhớ tới cử chỉ của người tài xế khi truyền đạt ý của Bắc Trấn, trước mắt Lâm Uyển Bạch hiện lên gương mặt khó chịu. Nghiêm nghị ấy, cô chợt phì cười. Em bỗng nhiên cảm thấy thật ra bố anh cũng rất đáng yêu. Đáng yêu? Khóe miệng Hoắc Trường Nguyên khẽ giật. Anh thì không cảm thấy thế. Anh nhướng mày. Quên lúc ông ấy ức hiếp em rồi à? Còn cả những chuyện xấu xa ông ấy làm nữa. Không quên. Lâm Uyển Bạch lắc đầu không chút do dự, bĩu môi. Trước khi ông ấy từng lấy chi phiếu ra mua chuộc em, còn từng cướp đậu đậu khỏi em. Cướp suốt 4 năm. Ừ, cũng ghi thù đấy. Hoắc Trường Nguyên giớn môi cười. Này, Lâm Uyển Bạch khẽ gọi. Đêm xuống, giống như mọi buổi tối, Hoắc Trường Nguyên nằm nghiêng người ôm cô ngủ. Tuy giường rất nhỏ, nhưng hai người chen chúc nhau lại tạo cảm giác thân mật. Lâm Uyển Bạch khẽ lật người, nhìn lên trần nhà. Vẫn đang nghĩ đến chuyện của mẹ em và chú Lục à? Chú ấy thấy điều đó, Hoắc Trường Nguyên cúi xuống hỏi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, sau đó lại gật đầu, gác tay lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh và nói. Có chuyện này thật ra em nghĩ mãi không hiểu. Nói ra nghe xem. Hoắc Trường Nguyên gối một tay ra sau gáy, để nửa người cô dựa vào mình, không bắt cô chống tay cho mệt. Năm xưa mẹ và chú. Xưng hô phía sau mắc nghẹn lại nơi cổ họng Lâm Uyển Bạch. Tuy rằng hôm đó trước mặt bác sĩ, cô có thể buột miệng nói ra câu hãy khẩn trương sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi, nhưng bây giờ bắt cô gọi một tiếng bố thực sự rất khó. Ngừng một chút, cô tiếp tục. Sau khi họ chia tay, mẹ em mang bụng bầu về nhà Lâm làm dâu. Trước khi cả phẫu thuật này diễn ra, ông ấy không biết gì hết, mà có thể cả đời cũng không biết gì cả. Nhưng nếu dựa theo suy đoán trước đó của em, thì mẹ con Lục Tịnh Tuyết đã sớm biết rõ chuyện này. Vậy làm sao bà Lục biết lúc đó mẹ em đang mang thai chứ? Sau khi là gặp Lục Ngọc Lâm trở về, trong đầu cô cứ băn khoăn mãi chuyện này. Nghe xong, Hoắc Trường Nguyên cũng chậm rãi nhíu mày. Lát sau, Lâm Uyển Bạch lắc đầu thở dài. Nhưng chuyện này cũng chỉ là suy đoán của em, không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa năm xưa cụ thể đã xảy ra chuyện gì em cũng không biết. Đừng nghĩ nữa. Hoắc Trường Nguyên thấy sắc mặt cô rầu rĩ, không muốn cô quá phiền lòng, bèn vuốt vuốt mái tóc dài sau gáy cô. Bây giờ việc quan trọng nhất của em là tĩnh dưỡng, những việc khác giao viện rồi hãng tính. Ừ. Lâm Uyển Bạch mỉm cười gật đầu. Bàn tay anh hơi dùng sức, cô bị ép phải ngừng mặt lên, đón lấy nụ hôn của anh. Một nụ hôn triền miên và mạnh mẽ, gần như không cho cô thời gian để thở, khiến cô choáng váng. Mái tóc dài đã khô, mềm mại giữa những kẽ tay. Ngoài mùi dầu gội đầu còn có mùi sữa tắm thơm mát của cô, là loại sữa tắm mang từ nhà tới. Trước kia tối nào Hoắc Trường Nguyên cũng ngửi nó rồi yêu thương cô. Trong lúc hít hà, anh cũng dần dần có kiểm soát. Lâm Uyển Bạch bị hôn đến mềm nhũn người, thậm chí cũng bắt đầu mong chờ những chuyện tiếp theo. Nhất là khi đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, trái tim cũng run rẩy theo từng nhịp thở của anh. Vừa phẫu thuật xong vài hôm, cô chưa tắm, chỉ lau người qua. Hôm nay mang ghế vào trong, cô ngồi lên, chỗ vết mồ không được dính nước. Hoắc Trường Nguyên cầm dầu gội và sữa tắm tỉ mỉ giúp cô. Cuối cùng lúc thay quần áo, cô nhìn thấy anh có phản ứng. Cảm nhận được anh bất ngờ lùi ra, Lâm Uyển Bạch biết anh đang tự kiềm chế bản thân. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô lý nhí hỏi. Hay là chúng ta thử một lần, giống như lần trước anh nằm viện ở trong phòng tắm ấy. Nhẹ nhàng một chút, chắc là không sao đâu nhỉ. Không được, Hoắc Trường Nguyên kiên quyết đáp. Anh nằm viện thì làm gì cũng được, nhưng cô thì không. Lỡ vết mổ rách ra thì phải làm sao? Vết mổ dài như thế, nếu lại phải khâu lần nữa, anh nghĩ cũng thấy đau lòng. Anh không muốn có con gái nữa à? Lâm Uyển Bạch mặt dày lẩm bẩm. Muốn. Hoắc Trường Nguyên nhìn đôi má ửng hồng vì rung động của cô, cười ha ha. Nhưng bây giờ không được. Sau đó anh ấn tay lên trán cô. Bỏ ngay mấy suy nghĩ lưu manh trong đầu em ra, ném hết ra ngoài cho anh. Định nghĩ cách khiến anh ngủ với em.
anh nói cho mà biết. Đừng hòng. Nói xong, Hoắc Trường Uyên liền xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm. Lâm Hiển Bạch nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, chỉ biết ôm gối lật người, bị môi trống rỗng. Ai, đêm dài đằng đẵng. Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên có một buổi họp cổ đông quan trọng phải thực hiện. Để đề phòng anh tiếp tục làm hôn quân bỏ bê triều chính, Lâm Hiển Bạch khăng khăng bắt anh về công ty chủ trì, đồng thời không bảo chú Lý đưa bánh bao nhỏ tới nữa, mà đợi anh kết thúc công việc tiện đường ngang qua nhà đón thằng bé. Truyền xong hai túi nước, Lâm Hiển Bạch cảm thấy ở trong phòng bệnh hơi ngột ngạt, bèn dứt khoát ra ngoài đi dạo. Đi qua cầu nhỏ, có một vườn hoa lộ thiên, bên cạnh sắp xếp không ít những chiếc ghế gỗ nhỏ màu trắng, xung quanh còn có máy bán hàng tự động, có thể làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho bệnh nhân hoặc người nhà. Ở đó chốc chốc lại có bệnh nhân xuất hiện, còn có nhiều người tập trung lại ngồi trò chuyện, nói nói cười cười. Lâm Hiền Bạch cảm thấy huyên náo, bèn đi qua xem. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một cốc trà sữa nóng hồi còn bốc khói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc ghế gỗ bên cạnh bị ai đó kéo ra ngồi xuống. Cô nhìn theo tay của chủ nhân cốc trà sữa, trong tầm mắt xuất hiện thêm một gương mặt tuấn tú. Khi cười lên, xung quanh tựa hồ chan chứa ánh nắng. Lâm Hiền Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc. Anh Lê, sao anh... Sự xuất hiện quá bất ngờ của đối phương khiến cô thật ra muốn hỏi anh ấy từ đâu chui lên. Đây là cốc trà sữa tôi mua bên đường, bên trong có cho thêm một chút lá bạc hà, cô nếm thử xem có thích không. Lê Giang Nam đẩy cốc trà sữa ra trước mặt cô, sau đó chu đáo đưa thêm một tờ khăn giấy. Lâm Hiền Bạch đành nói, cảm ơn anh. Cầm cốc trà sữa đưa gần lên miệng, cô chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn trái ngó phải một cách đầy thận trọng. Thấy vậy, Lê Giang Nam cười nói với vẻ đầy tự tin. Cô Lâm, cô yên tâm, tôi đã chắc chắn Hoắc tổng đi rồi mới tới đây. Vừa nghe xong, Lâm Hiền Bạch ngây ngốc nuốt nước bọt. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Nắm rõ hành tung như vậy, không lẽ mấy ngày nay anh ấy vẫn nằm vùng ở gần trong phòng bệnh sao? Thật ra cô đã đoán đúng được 8-9 phần. Có điều Lê Giang Nam thông minh hơn một chút, mua chuộc một cô y tá. Lâm Hiền Bạch uống một ngụm trà sữa, một phong cách rất Hồng Kông, ngọt mà không ngấy. Cô đặt chiếc cốc giấy xuống rồi hỏi dò. Anh Lê, anh tới đây là để thăm tôi? Lê Giang Nam không hề phủ nhận, nét mặt có chút áy náy và gượng gập. Rất xin lỗi cô Lâm, lần trước tôi tưởng chỉ có mình cô ở trong phòng bệnh, không biết Hoắc tổng đang ở trong nhà vệ sinh nên đã tạo ra sự bất tiện cho cô phải không? Cũng chưa đến mức. Lâm Hiển Bạch rối lòng đáp. Đâu phải chưa đến mức, sắc mặt của người nào đó thối đúng một ngày trời. Cô nhíu mày hắng giọng, cất giọng chân thành. Nhưng mà anh Lê à, có những lời tôi vẫn cảm thấy cần phải nói rõ ràng với anh một lần nữa. Về những gì anh nói hôm ấy, tôi rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng cũng rất xin lỗi, trái tim của tôi đã có chủ rồi. Tôi tin rằng về điểm này anh còn hiểu rõ hơn ai hết. Tôi hiểu. Tôi cũng cảm thấy hơi nuối tiếc một chút. Lê Giang Nam cũng nhíu mày, thậm chí còn thở dài. Nghe được hai chữ nuối tiếc, Lâm Hiền Bạch chợt vui mừng, nghĩ là anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ có điều sự thật chứng minh cô vui mừng quá sớm, bởi vì tiếp theo Lê Giang Nam nói. Nhưng mà tôi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ, cũng cho rằng tình yêu không có thứ tự trước sau. Hơn nữa tôi không hề phủ nhận, chính vì nhìn thấy tình cảm cô dành cho Hoắc tổng, tôi mới rung động. Cô khiến tôi một lần nữa tin vào tình yêu. Tôi chắc chắn rằng sẽ không gặp được cô gái nào tốt hơn cô trên đời nữa. Tôi cũng tin vào mắt nhìn người của mình. Tiếp theo đây, tôi hy vọng được cạnh tranh công bằng với Hoắc tổng. Lâm Hiền Bạch á khẩu, không ngờ cậu chủ này lại cố chấp đến thế. Ai, nói sao cũng không ổn. Hai con người mải nói chuyện không phát hiện ra rằng ở phía xa có hai bố con đang đi về phía họ. Kết thúc buổi họp, Hoắc Trường Nguyên liền về nhà đón con trai. Quay lại không ngờ lại không thấy cô trong phòng bệnh. Hỏi y tá mới biết cô ra đây tản bộ. Vừa đi qua cầu, anh liền nhìn thấy cô và một người đàn ông vừa trẻ vừa điển trai ngồi nói chuyện. Hơn nữa người đó không phải ai khác, chính là kẻ tự xưng muốn đào góc tường của mình.
Mặt Hoắc Trường Uyên lập tức sầm xuống. Chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ mà hắn ta cũng tranh thủ được. Hôm qua cả ngày trời anh ở lì phòng bệnh canh chừng, không có bất cứ tình huống nào xảy ra nữa. Bất giác nới lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ kẻ địch lại kiên nhẫn bền bỉ như vậy, khiến anh ngửi thấy một mùi cực kỳ nguy hiểm. Papa. Bánh Hoa nhỏ lắc lắc tay anh, cũng sớm tinh mắt nhìn thấy, bèn tò mò hỏi. Uyển Uyển đang hẹn hò ạ? Không phải. Hoắc Trường Nguyên bực dọc phủ nhận. A ô. Cái miệng của Bánh Bao nhỏ hết mở lại khép rất dễ thương. Hoắc Trường Nguyên nắm tay con trai, chỉ muốn là vút đến như sao băng. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, anh ngừng phát lại, rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai. Đậu đậu, có chuyện này bố muốn nói với con. Hoắc Trường Nguyên nghiêm túc chỉnh trang lại cổ áo của con trai, ánh mắt lóe lên chút xảo quyệt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ nặng nề. Uyển Uyển của con đang hẹn hò với người đàn ông khác. Hơn nữa, đối phương có ý đồ bất chính muốn cướp cô ấy từ tay bố, còn muốn sinh em gái khác với cô ấy. Nghe xong, Bánh Bao nhỏ bỗng nhiên tái mặt. Ngoài Uyển Uyển ra, cả em gái Bảo Bảo chờ đợi đã lâu cũng sẽ bị cướp mất luôn sao? Bị rót vào đầu suy nghĩ này, gương mặt ban nãy còn đỏ hồng của Bánh Bao nhỏ bỗng nhiên trắng bệch. Những giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra khỏi hốc mắt. Thằng bé muốn đau lòng bao nhiêu có bấy nhiêu, như sắp bị bỏ rơi, khóc nức lên không thở nổi. Hoắc Trường Nguyên một tay bế con trai lên, lập tức xài rộng bước chân đi qua. Lâm Miền Bạch đang chống tay lên trán, nghĩ mãi không ra cách làm sao để đẩy lùi cơn sóng tỏ tình của đối phương, thì đằng sau bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một cái bóng cao lớn đổ ập xuống. Cô vô thức quay đầu, liền nhìn thấy một cái bóng nhỏ đang nước mắt nước mũi tèm lem. Tuy giật mình vì bị hai bố con anh bắt tại trận, khiến cô chột dạ như bị bắt gian tại giường, nhưng lúc này cô không còn quan tâm được tới gương mặt đen như than của Hoắc Trường Nguyên nữa. Trong mắt chỉ còn lại một Bánh Bao nhỏ đang nước mắt giàn giụa. Lâm Huyền Bạch luống cuống tay chân đứng lên, đau lòng vô cùng. Bảo bối, sao con lại khóc? Đừng khóc, ngoan. Uyển Uyển, bế. Bánh Bao nhỏ ấm ức vô cùng. Chỉ mới đó mà mắt thằng bé đã sưng hóp lên, hai cánh tay nhỏ xíu vươn dài về phía cô. Lâm Huyền Bạch ôm chầm lấy thằng bé, dỗ dành bảo bối ruột gan của cô. Mỗi lần Bánh Bao nhỏ khóc, cô lại khó chịu muốn khóc theo. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé, cảm giác bả vai mình ướt đẫm. Bánh Bao nhỏ ôm chặt cổ cô, giống như sợ mất đi cô vậy, thút thá thút thít, hơn nữa còn phồng man trộm má nhìn Lê Giang Nam, giống với ông bố Hoắc Trường Nguyên bên cạnh, không khác gì nhìn kẻ thù. Lê Giang Nam một lần nữa bị bắt gặp, cũng khó giấu được sự ngượng ngập. Lúc này anh ấy cũng đứng lên theo, nhìn thấy một cậu nhóc đột nhiên xuất hiện thì có phần lúng túng. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên khó coi như vậy, anh ấy nào dám lên tiếng hỏi, đành hỏi dò cô. Cô Lâm, đứa bé này là của hai người? Khi hỏi, thật ra trong lòng anh ấy cũng đã có đáp án. Khung cảnh họ đứng chung với nhau quả thật quá giống một gia đình ba người. Hơn nữa gương mặt thằng bé lại hoàn toàn như đúc cùng một khuôn với Hoắc Trường Uyên, từng đường nét cực kỳ giống nhau. Nhưng một chút thần thái nào đó lại ảnh hưởng từ Lâm Huyền Bạch, tin rằng dù là ai đều có thể nhận ra đây là con trai họ. Lâm Huyền Bạch đường hoàng trả lời, thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Không sai, đúng như anh suy nghĩ. Có được câu trả lời, ánh mắt Lê Giang Nam thoảng thốt vô cùng. Lúc này Lâm Huyền Bạch chỉ một lòng lo cho đứa con trai đang đau lòng tuyệt vọng của mình, cũng không thể quan tâm tới anh ấy nữa, bèn vội vàng nói. Thành thật xin lỗi anh Lê, tôi phải dỗ con đã. Nói xong, cô bèn bế Bánh Bao nhỏ, vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa đi về phòng bệnh. Thứ lỗi. Hoắc Trường Nguyên ném lại một câu đó rồi bám theo sau họ, để lại một mình Lê Giang Nam đứng ở chỗ cũ. Trở về phòng, nước mắt Bánh Bao nhỏ vẫn chưa ngừng rơi. Nó sụt sịt đến đỏ rực cả chóp mũi, nghẹn ngào nức lên. Uyển Uyển đừng rời xa Bảo Bảo, cũng chỉ được sinh em gái nhỏ cho Bảo Bảo thôi. Lâm Huyền Bạch nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Cuối cùng sau khi cô hứa hẹn 3 lần 4 lượt, Bánh Bao nhỏ mới nín khóc, mệt mỏi nằm nhoài trong lòng cô, tựa đầu lên vai cô, tỏ vẻ đáng thương và tội nghiệp. Nước mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang đi rát nước, không cần hỏi cô cũng đoán được mọi chuyện là thế nào. Những lời đó nhất định do anh nói với Bánh Bao nhỏ. Còn về nguyên nhân thì không cần nói thêm, anh đã đạt được hiệu quả lừa phỉnh con nít đuổi xa tình địch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước khi anh nằm viện, cô cũng dùng chiêu tương tự để đối phó với cô y tá chấm nờ tình yêu.
Họ đúng là khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau, nhưng so với cô, anh biến thái hơn nhiều. Nhìn đôi mắt sưng húp của bánh bao nhỏ, cô vừa tức vừa khó xử. Đúng là ứng với câu, để đạt được mục đích bất chấp tất cả. Hoắc Trường Nguyên đưa cốc nước cho con trai, bổ sung thêm ít nước cho thằng bé, sau đó lại hỏi cô có uống không. Sau khi thằng bé uống hết cốc nước, anh lại trở về gọt hoa quả. Bánh bao nhỏ liên tục thơm thít lên hai má cô, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng vì tiêu tốn quá nhiều sức lực, lúc sau nó lại nằm bẹp ra giường. Lâm Miền Bạch kéo bộ quần áo bị tốn lên xuống, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh, giơ tay chọc vào hông anh. Anh cố tình phải không? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, không hề phủ nhận. Lâm Miền Bạch khóc giờ miếu giờ nói, lần sau anh không được làm như vậy nữa. Đậu đậu mà khóc em rất đau lòng. Ờ, xem tình hình sao? Hoắc Trường Nguyên trả lời không chút nghiêm túc. Lâm Miền Bạch thở dài lắc đầu. Nhà người ta con cái hư chọc phá bố mẹ, chứ có nhà này là bố thích quậy con trai. Hoắc Trường Nguyên gọt vỏ táo không dừng, liếc nhìn cô và hỏi, hôm nay cậu ta đã nói gì với em? Thì vẫn là những câu đó. Lâm Miền Bạch ấp úng. Hoắc Trường Nguyên tiếp tục gặng hỏi chi tiết, cô đành phải thuật lại nội dung một lượt. Nghe đến đoạn cạnh tranh công bằng, Hoắc Trường Nguyên cười khẩy, ném hồ táo vào trong thùng rác, âm thanh có hơi to. Lâm Miền Bạch phì cười giúp anh nhặt chỗ vỏ táo rơi bên cạnh rổ lên. Sao anh để ý thấy anh ấy quá vậy? Dù sao thì em cũng đâu có ý gì với anh ấy đâu. Anh ấy vất vả kiểu gì cũng chỉ là si tình một phía. Kệ anh ấy đi, có uy hiếp được gì tới anh đâu. Hoắc Trường Nguyên liếc nhìn cô, hậm hực nói một câu, cậu ta trẻ hơn anh. Nếu xét về diện mạo, anh không cảm thấy có gì đáng lo ngại, nhưng khi đối phương đứng cạnh cô, trông lại rất hợp. Lâm Huyền Bạch giữ người vì câu nói của anh. Tuổi tác của Lê Giang Nam đúng là trẻ hơn anh một chút, chắc chỉ tầm cô. Chỉ không ngờ anh lại cảm thấy điểm này uy hiếp tới anh. Cô một lần nữa bật cười, ôm trọn cánh tay anh, dịu dàng nói, nhưng đâu có sức hấp dẫn bằng anh. Thật không? Hoắc Trường Nguyên nhướng mày. Thật mà, Lâm Huyền Bạch đáp chắc nịch. Và lại anh cũng biết em đâu thích người nhỏ tuổi. Hoắc Trường Nguyên hiểu cô đang ám chỉ Yến Phong trước kia, khóe miệng giật giật, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Nói vậy chứng tỏ cho dù năm nay Lê Giang Nam mới ngoài 20 cũng vô dụng, thể loại tiểu thịt tươi vốn không đủ sức cạnh tranh. Hoắc Trường Nguyên, anh đừng có hơi một tí thì ghen tuông. Lâm Huyền Bạch bất giác chọc vào nỗi đau của anh mấy câu. Nếu không cứ tiếp tục thế này, tới khi về già anh cũng sẽ là một ông già thích ghen tuông. Hoắc Trường Nguyên rất tán đồng điểm này. Dù là bây giờ hay 10 năm sau, hoặc tới khi 7-80 tuổi, chỉ cần ai nhòm ngó người phụ nữ của anh thì có già anh cũng sẽ ghen. Đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Lâm Miền Bạch nghĩ tới chuyện bắt gặp hôm nay cũng rất khó xử, sợ lại có chuyện tương tự xảy ra. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, em cảm thấy mình đã ổn, hay là xuất viện về nhà nghỉ ngơi đi. Chẳng phải ở nhà vẫn còn bác sĩ Tư sao? Mấy hôm nữa mình đến viện tháo chỉ cũng được. Hoắc Trường Uyên nghe xong gật đầu. Lát nữa anh đi gặp bác sĩ nói chuyện, như vậy sẽ giải quyết được không ít rắc rối. Ở bệnh viện không phòng nổi, về nhà chí ít có thể không bị quấy rầy. Lâm Huyền Bạch đương nhiên hiểu nguyên nhân anh đồng ý thoải mái như vậy, chép miệng rồi lẩm bẩm một câu, nhưng em cảm thấy bị anh chơi một vố như vậy, chắc là anh Lê sẽ biết khó mà lui thôi. Có điều sự thật một lần nữa chứng minh cô vẫn vui mừng quá sớm. Di động bên giường bỗng rung lên hai lần. Lâm Huyền Bạch đi qua cầm lên xem, là một dãy số máy lạ. Cô tiện tay mở ra xem, sau đó chết sững. Nội dung là một đoạn tin không dài không ngắn. Cô Lâm, cô yên tâm, tôi không phải là người nông cạn đến vậy, sẽ không vì cô đã có con mà lùi bước. Tôi ưng ý cô, tấm lòng dành cho cô sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Đọc xong chữ cuối cùng, Lâm Huyền Bạch cảm giác đau cả đầu. Tuy rằng số điện thoại lạ, nhưng người gửi tin là ai dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ngay. Có lẽ thấy cô đứng được ra đó không nhúc nhích, Hoắc Trường Nguyên bèn đi qua. Sao vậy? Tin nhắn rác. Lâm Huyền Bạch vội vàng giấu di động ra sau lưng. Anh xem nào. Hoắc Trường Nguyên nhắm mắt lại. Lâm Huyền Bạch liếm môi, nhanh trí nói,
Em tiện tay xóa luôn rồi. Nghe xong, Hoắc Trường Nguyên không nói gì, đặt đĩa hoa quả xuống cạnh giường, còn đặt thêm hai chiếc dĩa để cô và con trai ăn. Lâm Miền Bạch lặng lẽ nhét di động xuống dưới gối, ôm chặt con trai để bình tĩnh lại. Nguy hiểm thật. Rèm cửa được kéo ra, ánh bình minh bên ngoài hắt vào tràn ngập phòng bệnh. Bánh Bao nhỏ chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, ướn mông bò dậy khỏi giường, ngáp một cái thật to. Hai con mắt dính chặt gì vẫn còn chưa mở ra được, trông cực kỳ đáng yêu. Hôm qua, chiêu trò quậy con trai của Hoắc Trường Nguyên để lại hậu quả là Bánh Bao nhỏ nói sao cũng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng bệnh, tới tối cũng khăng khăng đòi ở lại. Tuy rằng đã được đồng ý, nhưng nó vẫn không được ngủ chung một giường bệnh với cô như mong muốn. Bị từ chối bởi Hoắc Trường Nguyên với lý do lúc ngủ lỡ nó không nằm yên đạp vào vết thương của cô thì chết. Vậy nên nó phải nằm riêng bên cạnh trên một chiếc giường gấp khác được lấy về. Còn người nào đó thì ở bên ôm chặt cô ngủ cả đêm. Lâm Miền Bạch đi qua, bấu cái mũi của thằng bé. Bảo Bảo dậy rồi à? Chào buổi sáng Uyên Uyên. Bánh Bao nhỏ lập tức xà vào lòng cô làm nũng. Lâm Miền Bạch cầm giấy lau sạch rỉ mắt của thằng bé, tặng cho nó một nụ hôn ban sáng không chút chê bai. Nghe thấy tiếng ỏng ọc, cô không nhịn được cười. Bảo bố đói rồi phải không? Bánh Bao nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, Bảo Bảo muốn ăn bánh bao và cháo, còn cả trứng ốp la nữa. Lâm Huyền Bạch đang định trả lời thì cửa phòng bị ai đẩy ra. Về nhà rồi ăn sáng. Hoắc Trường Nguyên đi vào, trong tay cầm theo không ít biên lai, nhìn hai mẹ con họ và nói. Lâm Huyền Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi. Anh làm xong thủ tục nhanh vậy sao? Anh còn tưởng mới sáng sớm anh đã ra ngoài làm gì, không ngờ là làm thủ tục xuất viện luôn. Cũng quá tốc độ rồi. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết anh có phải là người thò đầu vào làm thủ tục đầu tiên của bệnh viện không. Hoắc Trường Nguyên mỉm cười, cúi xuống nhìn đồng hồ. Anh vừa gọi điện thoại cho chú Lý. Chú ấy và thím Lý chắc khoảng hơn 10 phút nữa là tới bệnh viện. Dọn dẹp xong thì về nhà. Sợ Bánh Bao nhỏ đói bụng, Lâm Miền Bạch rửa ít hoa quả cho thằng bé ăn trước. Chưa được bao lâu, chú Lý và thím Lý cũng lần lượt tới phòng bệnh, giúp cô thu dọn đơn giản một chút, chuẩn bị ra viện. Lúc rời đi, Hoắc Trường Nguyên giữ chặt cô lại. Nếu ra viện thì vẫn nên qua chào chú Lục một tiếng. Thôi được rồi, Lâm Miền Bạch bặm môi một lúc rồi gật đầu. Vậy anh bảo thím Lý dẫn Đậu Đậu ra xe trước, anh theo em qua đó. Họ chia làm hai ngả, nhìn theo chú thím Lý đưa Đậu Đậu vào trong thang máy, rồi mới quay qua một khu khác của bệnh viện. Sức khỏe của Lục Học Lâm đã khá lên một chút, không còn nhợt nhạt như hồi mới phẫu thuật xong, khí sắc cũng hồng hào hơn. Tuy rằng ông chưa thể đi lại như cô, nhưng đã bắt đầu ngồi được trên giường. Lúc này ông vừa mới nằm nghỉ một chút, Nguyễn Chính Mai ở bên chăm sóc. Nhìn thấy mấy hôm nay ông ôm cuốn tiểu thuyết tiếng Đức không chịu rời tay, kể cả là lúc ngủ, cầm chặt giữ như một báu vật vậy. Nguyễn Chính Mai sao không biết rõ vì sao ông làm như vậy, còn không phải vì người đàn bà ông giữ trong lòng. Nghĩ tới chuyện một người vợ chung chăn chung gối với ông bao nhiêu năm, vì nhà họ Lục, vì ông vất vả lâu như vậy, còn sinh cho ông một đứa con gái xinh đẹp như hoa, vậy mà cuối cùng ông vẫn không thể quên người đó, bà ta vừa ghen tị vừa căm hận. Trong ánh mắt như có một ngọn lửa bốc cháy, Nguyễn Chính Mai định giật lấy cuốn tiểu thuyết ném thẳng vào thùng rác bên ngoài. Có điều bà ta vừa chạm vào, Lục Ngọc Lâm đang ngủ choàng tỉnh dậy, giật lại. Tiểu Mai, bà định làm gì? Tôi có thể làm gì? Nguyễn Chính Mai không biết chút giận vào đâu, ganh tị nói. Chỉ là một cuốn sách nát thôi, có cần phải trân trọng như vậy không? Ngủ cũng cầm không buông tay, sao ông không cúng nó luôn đi? Bà không hiểu. Lục Ngọc Lâm nhíu mày quát, vuốt phẳng lớp bìa da bị bà ta làm quăn. Phải, tôi không hiểu. Nguyễn Chính Mai nghiến răng. Bây giờ ngày đêm ông ôm cuốn sách này đi ngủ thì ích gì? Bà ta đã chết từ lâu rồi, đang đợi dưới đất đấy. Ông có hối hận và sầu não thì bà ta cũng không thể bỏ ra chung sống với ông được đâu. Lục Ngọc Lâm thở dốc, cuối cùng vẫn nhịn xuống, thơ dài nói. Tôi hiểu, chuyện này bà cũng khó chấp nhận. Tôi hiểu bà, thế nên coi như bà chỉ nhất thời cả giận mất khôn, không tính toán với bà. Nguyễn Chính Mai giận dữ quay phát đi, trong lòng thì liên tục cười khẩy.
Lục Học Lâm cũng không biết cãi nhau nhiều với vợ trong lúc bệnh tật. Lúc quay đi, ông phát hiện chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa phòng đã có hai người đang đứng. Uyển Bạch, Trường Uyên, hai đứa đến đi à? Thấy bị phát hiện, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên mới đi vào trong. Thật ra họ cũng chỉ vừa mới tới, thấy hai vợ chồng hình như vừa cãi vã, nhất là nghe thấy nhắc đến mẹ mình, tay cô bất giác nắm chặt lại. Sau khi họ đi tới trước giường bệnh, lần này không đợi Lâm Uyển Bạch nói gì, Lục Học Lâm đã quay qua nhìn vợ. Tiểu Mai. Tuy rằng Nguyễn Chính Mai không tình nguyện, nhưng vẫn nói một câu. Tôi tới chỗ bác sĩ lấy giấy xét nghiệm. Cửa phòng được đóng lại, Lục Học Lâm chống tay ngồi dậy. Lâm Uyển Bạch tiến lên giúp ông dựng gối lót lưng. Thật ra không có việc gì, cháu tới thăm chú, tiện thể nói với chú rằng cháu ra viện rồi, vừa làm xong thủ tục. Vậy thì tốt rồi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi nhé. Lục Học Lâm gật đầu lia lịa. Lâm Uyển Bạch cắn môi nói, nếu có thời gian cháu sẽ tới thăm chú. Được. Lục Học Lâm cười đáp, sau đó lập tức nhìn sang Hoắc Trường Uyên, chân thành dặn dò. Trường Uyên, giao lại cho cháu chăm sóc đấy. Chú Lục cứ yên tâm. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Họ qua đây chỉ để chào hỏi, không định ngồi lâu, nói vài câu rồi chuẩn bị đi về. Lục Học Lâm nhìn theo cô với vẻ ngập ngừng, nét mặt vừa phức tạp vừa bứt rứt. Uyển Bạch, con có thể... Thôi, bỏ đi. Thật ra ông rất muốn hỏi cô liệu có thể gọi mình một tiếng bố không. Hôm đó nghe cô gọi người khác là bố ngay trước giường mình, ông không thoải mái chút nào. Nhưng những lời định nói bị ông nuốt vào trong, cảm thấy hơn 20 năm nay mình chưa ngày nào dành tình cảm của một người cha cho cô, hoàn toàn không đủ tư cách đưa ra yêu cầu này. Quay người đi, Lâm Uyển Bạch chợt dừng bước. Băn khoăn mấy giây, cuối cùng cô vẫn quay lại, buông bàn tay nắm chặt ra. Bố, bố cố gắng nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Có lẽ từ trong cơ thể vẫn còn chảy chung một dòng máu, hoặc vì ban nãy ánh mắt dè dặt và mong chờ của ông khiến người ta không thể tàng lờ. Cô không khó nhận ra ông muốn nói gì, thế nên vẫn khiến ông được mãn nguyện. Từ ngày quyết định làm phẫu thuật cho ông, cô đã thừa nhận ông trong lòng rồi. Lục Học Lâm sững người, một lúc sau mới tỉnh ra, gật đầu lia lịa, thậm chí bật khóc vì mừng rỡ. Ừ, được. Từ phòng bệnh đi ra, Nguyễn Chính Mai ngồi ngay trên băng ghế bên cạnh. Cái gọi là đi tìm bác sĩ lấy giấy xét nghiệm chỉ là cái cớ bà ta viện ra mà thôi. Lâm Uyển Bạch định coi như không thấy, nhưng vừa bước chân ra, cô chợt thu về, sau đó nhìn đối phương. Lục phu nhân, bà đã biết từ lâu rồi phải không? Cái gì? Nguyễn Chính Mai đã chuẩn bị quay vào phòng, chợt nhíu mày, quay đầu lại. Ban nãy Lâm Uyển Bạch nhìn thấy đối phương kiêu ngạo đứng dậy khỏi ghế, cuối cùng không nhịn được, lúc này nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, cố tình nói một câu đầy ẩn ý. Bà biết ý tôi là gì mà? Nguyễn Chính Mai hơi gượng gạo vì ánh mắt sắc bén của cô, thậm chí có thể nói là hơi chột dạ. Nhưng dù sao cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Lục, bà ta nhanh chóng bình thản trở lại, cười hai tiếng vô cảm. Tôi không biết cô đang nói gì. Xin lỗi, không tiện, tôi còn phải quay lại chăm sóc chồng tôi. Nói xong câu này, Nguyễn Chính Mai bèn quay người đi vào trong. Nhìn thấy cánh cửa phía trước đóng lại, Lâm Uyển Bạch từ từ quay đi. Ngoài việc không kìm được, ban nãy cô cũng muốn thăm dò một chút, xem Nguyễn Chính Mai sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy rằng trong lòng cô cảm thấy có chút khó hiểu và kỳ lạ, nhưng thật ra cho dù đối phương thực sự biết sự tình, không nói với Lục Học Lâm cũng là chuyện thường. Nhưng không hiểu sao cô vẫn hay nghĩ về chuyện này. Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc trên cao. Lâm Uyển Bạch ôm gối tựa ngồi ngoài phòng khách xem TV, đang ngáp rõ to thì đằng sau vang lên tiếng bước chân của Tím Lý. Cô Lâm, cậu vẫn chưa về sao? Chưa ạ. Cô lắc đầu. Mấy hôm trước anh ở bệnh viện với cô nhiều ngày, tuy rằng phóng mang qua nhiều tài liệu cho anh phê duyệt, nhưng vẫn còn khá nhiều việc ứ động. Chập tối anh không về ăn cơm, ở công ty tăng cả đến giờ. Nhìn vào trong bếp, Lâm Uyển Bạch bất giác dặn dò một câu. Thím Lý, thím hâm nóng lại thức ăn một chút đi, chắc nguội cả rồi. Thím Lý đáp lại một tiếng rồi nói với cô. Cô Lâm, cô nên nghỉ ngơi sớm đi. Cậu đã đặc biệt dặn dò, cô vừa ra viện, còn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe,
phải chú ý hơn. Vâng, Lâm Huyền Bạch mỉm cười đáp. Chuyện này cô biết, từ buổi sáng khi ở bệnh viện về, Hoắc Trường Nguyên đã căn dặn thím Lý như một bà mẹ già, bảo thím ấy chăm sóc cô cẩn thận. Trước khi đi làm anh còn dặn thêm lần nữa. Lúc tắt TV đứng dậy, Lâm Huyền Bạch tiện thể nhìn giờ, đã sắp 9 rưỡi rồi. Trước đó trong điện thoại anh cũng nói khoảng tầm này sẽ về. Cô định cầm di động vừa lên đi lên gác vừa gọi điện cho anh, không ngờ lại vọng tới tiếng của tổng đài nhắc nhở anh đã tắt máy. Lâm Huyền Bạch nhíu mày, đầu tiên qua phòng con nhặt chiếc chăn bị bánh bao nhỏ đá xuống đất lên đắp lại cẩn thận, sau đó về phòng mình rửa mặt lau người cẩn thận tránh vết mổ. Cô nằm lên giường đọc sách một lúc, chẳng biết từ lúc nào đã gần 11 giờ đêm. Cô xuống giường ngó ra ngoài cửa sổ, ngoài vườn vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe màu trắng đâu. Hoắc Trường Nguyên vẫn chưa về. Lâm Huyền Bạch chưa đợi được anh về thì chưa ngủ nổi, cô gọi lại cho anh một lần nữa, nghĩ bụng nếu lại tắt máy thì sẽ gọi thẳng cho Giang Phóng, nhưng lần này có người nhận. Alo, ai đó? Đầu kia vọng tới một giọng nữ ẻo lả. Lâm Huyền Bạch chợt sững người, nhìn xuống màn hình di động, bắt đầu nghi ngờ mình ấn nhầm số. Nhưng ba chữ Hoắc Trường Uyên hiện lên màn hình nói cho cô biết cô không sai. Cô là ai? Cô lập tức ngồi thẳng dậy hỏi. Hoắc Trường Uyên đâu? Cô gái cười e thẹn từ tốn trả lời cô. Hoắc tổng đi vệ sinh rồi, bây giờ không có thời gian nghe điện thoại. Lâm Huyền Bạch nghiến răng thẳng thừng ngắt máy. Cô nhắm mắt lại nằm vật ra giường, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, mà cô cũng tin Hoắc Trường Uyên không phải loại người đó. Sau khi hít sâu thở đều 3-4 lượt, cô ngồi dậy gọi lần thứ 3, chuẩn bị lý luận với đối phương. Gần như cùng lúc đầu kia ấn nhận máy, lần này vang lên giọng đàn ông trầm thấp. Uyển Uyển, anh đang ở đâu? Anh đang ở hộp đêm Bắc Ngạn. Nghe xong, huyệt thái dương của Lâm Huyền Bạch giật giật. Chẳng trách cô nghe thấy rõ ràng đầu kia có tiếng nhạc và tiếng phụ nữ, tiếng ồn ào khắp nơi. Hoắc Trường Nguyên nói tiếp. Bây giờ anh sẽ gọi điện thuê người lái xe về. Anh về ngay đây, tới nhà rồi nói chuyện tiếp nhé. Em biết rồi. Lâm Huyền Bạch bặm môi. Tới khi nghe thấy tiếng động cơ xe trong vườn, cô bèn giơ tay thẳng thừng tắt đèn, kéo cao chăn lên che kín mặt. Không bao lâu sau, có tiếng bước chân đi lên gác, sau đó là tiếng mở cửa. Hoắc Trường Nguyên bật điện lên, nhìn thấy cục thù lù nằm lên giường bèn mỉm cười, đi qua ngồi xuống bên giường, kéo chăn xuống, xấu xa bóp mũi cô. Anh biết em chưa ngủ. Lâm Huyền Bạch không thở được, đành phải mở mắt ra. Người toàn mùi rượu. Cô nhăn mặt, bực dọc gạt tay anh ra, không nhịn được liên tục chất vấn. Anh tăng ca cơ mà. Tăng ca mà vẫn còn thời gian tới hộp đêm ăn chơi đàn đúm à? Cô gái nghe điện thoại là ai? Nhân viên tiếp rượu thôi mà, Hoắc Trường Nguyên giải thích. Đến hộp đêm rồi anh mới phát hiện di động hết pin, bèn nhờ nhân viên phục vụ tìm cho một chiếc sạc. Vừa cắm sạc xong thì anh vào nhà vệ sinh, không ngờ máy tự động bật nguồn và cô gọi đến. Lúc trở về thì cô gái tiếp rượu đã tự ý nghe máy của anh. Cô gái đó cứ nháy mắt đưa tình với anh, có điều anh chẳng buồn nhìn, bảo cô ta cút đi. Đang định gọi cho cô thì cô đã gọi đến một lần nữa. Đoán được cô sẽ ghen, anh không nhịn được dướn môi cười. Anh... Lâm Huyền Bạch đang tức giận định cãi thì anh bất ngờ nói một câu. Tư Niên quay về rồi. Bác sĩ Tần đã quay về. Cô giật mình rồi lập tức hân hoan. Vậy cá nhỏ thì sao? Có phải cũng theo anh ấy quay về không? Từ ngày Tăng Hiểu Du đi xa, cô chẳng thể yên tâm được. Hơn nữa cũng không đành lòng. Bây giờ biết tin Tần Tư Niên đã về, cô nghĩ chắc chắn họ đã làm lành. Cô lại gặp được bạn thân, không phải mỗi người một nơi nữa. Nhưng Hoắc Trường Nguyên lắc đầu. Một mình cậu ấy. Lâm Huyền Bạch chết sững. Hoắc Trường Nguyên cúi xuống tiếp tục nói. Cũng là lúc anh tăng ca xong, chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhận được điện thoại của Tư Niên. Cậu ấy vừa từ Nam Phi trở về. Lúc anh đến, một mình cậu ấy đã uống hết cả chai XO, say vật nằm ra sofa. Nghe xong, Lâm Huyền Bạch mới hiểu vì sao anh chạy tới hộp đêm. Cả cô gái gọi là tiếp rượu có lẽ cũng đang phục vụ Tần Thiếu mới đúng. Cô nhất thời im lặng, lát sau mới lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, lúc trước bác sĩ Tần đuổi theo cá nhỏ tới Nam Phi,
Hơn nữa cũng nói sẽ không để cô ấy thoát khỏi lòng bàn tay. Nhưng mà bây giờ lại quay về một mình. Vậy phải chăng cá nhỏ và anh ấy sẽ... E rằng có duyên không phận. Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, lòng Lâm Uyển Bạch thắt lại. Câu này cô từng hỏi không chỉ một lần. Trước đó anh chỉ im lặng, bây giờ lại nói như vậy, chứng tỏ mối quan hệ giữa Tần Tư Niên và Tăng Hiểu Du đã không còn cách nào xoay chuyển nữa rồi. Vốn dĩ những tưởng có thể gương vỡ lại lành, không ngờ lại là bắt nước hắt đi. Lúc đó Tần Tư Niên bám giết tới tận Châu Phi, cô đã thực sự nghĩ rằng họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Lâm Uyển Bạch khẽ thở dài. Hoắc Trường Uyên kéo kiến rèm cửa lại rồi quay vào, liếc nhìn đồng hồ. Anh đã dặn thím Lý nhắc em đi ngủ sớm cơ mà. Anh không về làm sao mà em ngủ được? Lâm Uyển Bạch hờn dỗi nhìn về phía anh. Hơn nữa lúc nhận điện thoại lại gặp một cô gái xa lạ, giọng còn nũng nịu, ngấy chết người, cô càng không thể ngủ nổi. Đợi anh đi tắm cái đã. Hoắc Trường Nguyên cười khẽ. Ngay sau đó anh lập tức cởi áo vest, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch như dính vào tay anh vậy, bất giác di chuyển theo. Dưới ánh đèn, hai múi cơ ngực của anh rắn chắc, xuống dưới là cơ bụng với làn danh rõ ràng. Sau khi anh cởi hoàn toàn chiếc sơ mi ra, Đường Nhân Ngư cũng loáng thoáng xuất hiện. Tuy rằng anh khá bận nhưng vẫn luôn giữ dáng rất tốt. Không chỉ là lúc vận động với cô trên giường, mà bình thường anh cũng kiên trì tập luyện. E rằng tới lúc tóc anh bạc trắng mái đầu, sức khỏe vẫn dẻo dai, khiến một người con gái như cô không tránh khỏi áp lực. Nhưng cũng may cô là kiểu ăn mãi không béo, bằng không sẽ thực sự lo lắng cho bản thân. Ánh mắt cô di chuyển theo tay anh, dừng lại trên chiếc khuy kim loại của dây lưng. Cô bất giác nuốt nước bọt. Dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cô, Hoắc Trường Uyên hơi ngả người về phía này cởi quần âu, cố tình để cô nhìn rõ một chút. Lâm Uyển Bạch vốn định nhìn lén, không ngờ bị anh bắt tại trận. Vành tai bỗng nóng rực lên, cô ngượng ngập chống chế trước. Lần nào cũng như vậy, anh không thể vào trong phòng tắm rồi cởi à? Nhìn chán rồi à? Hoắc Trường Nguyên nhướng mày. Những lời dối lòng cô không nói ra được, đành quay đi, nằm lại xuống giường, thúc giục anh mau đi tắm. Hoắc Trường Nguyên không chọc cô nữa, cũng chẳng còn sớm. Anh sợ ngủ quá muộn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ hồi phục. Khoảng 10 phút, anh bèn từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Uyển Bạch chắc chắn đến 100% anh cố tình. Đến khăn tắm còn không buồn quấn, mặc chiếc quần tứ giác đi ra ngoài. Hơn nữa nước trên người cũng hầu như chưa lau khô, chảy tràn xuống ngực, tạo ra một cảnh tượng hấp dẫn tột độ. Vén chăn lên nằm vào trong, mắt cô bị anh che chặt lại. Đừng nghĩ tới những điều không đâu, ngủ đi. Lâm Uyển Bạch bĩu môi. Chạm vào lồng ngực nóng rẫy của anh, cô bực dọc trong lòng. Đâu phải cô muốn, rõ ràng là anh đang muốn. Từ ngày cô ghép gan cho Lục Ngọc Lâm, Hoắc Trường Nguyên đã nhịn liên tục một thời gian. Có mấy đêm sau khi hôn chán chê, cô cảm nhận được anh đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng cô cũng chẳng lo lắng anh sẽ đói, vì sau này khi sức khỏe cô bình thường trở lại, anh chắc chắn sẽ tăng cường bù lại. Tới khi ấy cô chỉ lo mình bị vắt kiệt. Nghĩ vậy, cô vội vàng nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức.